Hello, xin chào quý anh chị và các bạn, chào mừng quý anh chị và các bạn quay okay, trở lại cho show của tôi và Steve. Mình là Steve đây. À, trước tiên thì Steve xin phép cập nhật một chút thông tin à, liên quan đến cái uh, vụ uh, thanh lý, uh, thanh lý của BNB ở trong cái vụ hack uh, Venus uh, năm ngoái. Thì uh, trong cái ví chứa tiền để mà đỡ cái uh, BNB khi mà nó đến cái giá thanh lý, thì uh, cái hôm mà mình đăng video ấy, thì ngay trong cái tối hôm đó thì BNB về đến cái giá thanh lý số 2 Nghĩa là cái giá 211 đô Chính xác là 210,8 đô Là cái giá thanh lý số 2 Mà các cái vị thế vay ở trên Venus Của hacker sẽ bị thanh lý Thì tại thời điểm đó Thì cái ví chứa tiền Mà được cho rằng là là Của BNB trên Của BNB trên Foundation Chứa tiền để mà đỡ giá cho BNB Thì đã giải ngân rồi Đây mọi người nhìn này hai à, ngày trước nhá, hai ngày trước này, À, hai ngày trước này thì mọi người thấy là cái tiền từ cái ví này à, đã được chuyển sang cái Venus Protocol à, chuyển vào cái Wallet để mà đỡ để mà mua cái lượng BNB sẽ bị thanh lý tại cái thời điểm đó à, thì lúc đó thì cái ví này đã về không rồi à, và rất may sau đó thì mình có theo dõi tiếp mình thấy rằng là à, BNB trên lại tiếp tục gửi thêm tiền vào cái ví này là thêm 30 triệu đô nữa và cái số dư của phí bây giờ lại là 30 triệu đô à, có nghĩa là đó, CZ và Binance đang giữ lời hứa của mình à, trong cái câu chuyện là hứa sẽ à, bao thầu bao tiêu hết tất cả những BNB à, tại cái vị thế này nếu mà nó bị thành lý để nó không ảnh hưởng đến BNB ở trên thị trường chung đó à, rất may đúng không ạ nếu mà thực sự nếu mà mà CZ và Biden không không gọi là không hỗ trợ và không đỡ giá cho cái đợt này thì khả năng bnb sẽ đi khá sâu bởi vì thực ra nếu mọi người nhìn trên cái biểu đồ biểu đồ giá thì chúng ta cũng thấy rằng là bnb đang nằm ở cái vùng giá khá là quan trọng khá là quan trọng cái vùng cản 210 đô này là một cái vùng cản khá quan trọng trên cái biểu đồ giá của của bnb và cái việc mà gọi là tử thủ ở vùng này nó có ý nghĩa khá là lớn đối với cả bnb nói riêng và kể cả cái thị trường crypto nói chung Đó, không biết rằng bởi vì là mọi người nhìn biểu đồ BNB đây mình mở ra biểu đồ BNB cho mọi người nhìn nếu mà nó đục cái vùng 210 này chúng ta không có một cái vùng cản nào cho suốt tới dưới cái vùng tầm 100 rưỡi đây là BNB nhá Đó, chúng ta có thể nhìn cái nến tuần nến tuần thì nó sẽ rõ hơn đấy mọi người nhìn thấy đúng không ạ chúng ta có nguyên một cái vùng này cái vùng này là cái vùng giá rất là quan trọng luôn đó, bởi vì là khi mà BNB đục cái vùng giá này thì chúng ta thấy không đằng sau là chúng ta không có một cái vùng hỗ trợ nào đáng kể của BNB tại đằng sau đó cả, đó. thì nó có ý nghĩa nó cũng quan trọng với cả BNB tại cái vùng này. Đó, rất may rằng là anh hai CZ vẫn tiếp tục từ thủ, vẫn tiếp tục bơm thêm tiền vào cái ví này để mà đỡ khi mà trường hợp xấu nhất là BNB tiếp tục giảm và nó sẽ kích hoạt các cái lệnh thanh lý của cái vị thế vay của hacker trong cái vụ hack về nốt năm ngoái và có vẻ như là phúc bất trùng lai mà họa vô đơn chí đối với cả biden dạo thời gian gần đây chúng ta thấy có khá nhiều sự kiện có ảnh hưởng xấu đến biden cụ thể là sáng nay chúng ta thấy một cái thông tin một cái bài viết ở trên tạp chí forward À, cái bài viết này nói rằng là biden có thể biden à, tay chơi lớn nhất ở trong thị trường crypto đang phải đối mặt với cái vấn đề pháp lý liên quan đến nga liên quan đến nga mà cụ thể ở đây là gì Street à, Journal cáo buộc biden đã cho phép người dùng ở nga sử dụng những cái ngân hàng mà nằm ở trong danh sách đen hay còn gọi là danh sách cấm vận của phương tây và mỹ đối với cả Nga để mà có thể mua bán crypto. và theo thống kê của họ thì thông qua cái giao diện peer to peer của Binance Thông qua giao diện peer to peer của Binance thì những khách hàng của Binance đã sử dụng các ngân hàng ở trong danh sách đen này để mà giao dịch dùng đồng group để mua crypto trị giá lên đến 8 tỷ đô, lên đến 8 tỷ đô vào tháng 7 Uh, thì biden phủ nhận rằng là ở đây chúng tôi chỉ cung cấp cái p2p trung gian còn cái việc mà khách hàng sử dụng ngân hàng nào thì chúng tôi không biết và chúng tôi không có bất cứ quan hệ nào với cả những ngân hàng mà khách hàng sử dụng ở trong cái giao diện p2p trung gian này uh, thì đấy là cái uh, cái 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 uh, câu trả lời của biden tuy nhiên rằng thì theo uh, theo world street Journal thì bộ tư pháp rất có thể uh, sẽ tiến hành một cuộc điều tra và leo thang thêm bởi vì trước đó bộ tư pháp mỹ đã có một cái uh, uh, thông báo là điều tra biden về câu chuyện rửa tiền ở mỹ rồi và có thể nó sẽ leo thang thêm lên đến câu chuyện là rửa tiền quốc tế bởi vì như thế này nó liên quan đến nga với hai ngân hàng mà nằm ở trong danh sách đen bị cấm vận của mỹ và, và phương tây đó, thì nó khá là nghiêm trọng thì chúng ta sẽ cùng theo dõi cái câu chuyện này À, trong cái khoảng thời gian mình nghĩ rằng là ngắn sắp tới thôi chúng ta sẽ có những cái diễn biến tiếp của cái việc là bộ tư pháp hoa kỳ sẽ làm gì à, sẽ làm gì điều hiện giờ là à, theo Journal uh, nói rằng là họ đang từ chối uh, phỏng vấn từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến cái vụ này à, một cái tin đồn nữa mà khá là hot trong uh, 24 giờ vừa rồi và theo uh, sentiment thì họ thống kê rằng là đây là cái topic hot nhất ở trên mạng xã hội cũng như là trên Twitter. À, cái topic này liên quan đến một cái lời buộc tội rằng là CZ và Binance đang bán đang bán Bitcoin để lấy tiền đỡ giá cho BNB. Nó vẫn xung quanh xung quanh cái câu chuyện BNB. À, và cái lời buộc tội này á, thực ra à, mình mình đã tìm hiểu rồi. Cái lời buộc tội này được khá nhiều các cái KOL đưa ra ví dụ đây Mike Alfred này thì họ nói rằng là CZ đang bán phá giá Bitcoin một lần nữa vào ngày hôm nay để cố gắng giữ giá trị cho BNB Đó. Tôi mong chờ một khoảng phá vỡ 200 đô trong vòng 48 giờ tới đối với cả BNB nghĩa là nói rằng là BNB sẽ bị bán tháo và sẽ bị giảm xuống dưới 200 đô là cái vùng cái cái vùng cản quan trọng mà mình vừa mới chia sẻ với mọi người lúc nãy, Đó. thì tất cả những cái lời buộc tội rằng là CZ hay là Binance đang bán phá giá Bitcoin để mà có thể có tiền cứu cho BNB ấy, thì đều chỉ là lời buộc tội suông thôi. Họ không có một cái bằng chứng nào hết cả, chỉ có một cái câu đưa ra như này, Đó. câu đưa ra như này. Đó. Tuy nhiên rằng thì cái cái tin đồn này, ấy, tin đồn ác ý này nó lan truyền khá là nhanh và nó tạo thành một cái trend nó tạo thành một cái trend ở trên twitter và các cái mạng xã hội à, nó ảnh hưởng mình nghĩ rằng nó nó cũng có ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư khá là nhiều à, thì mọi người nên cẩn trọng chúng ta xem thông tin ở trên những cái trang mạng xã hội thì cần à, tỉnh táo xem mà nếu nó có dẫn chứng cụ thể và đáng tin cậy thì chúng ta mới nên cân nhắc để mà tham khảo còn tất cả những cái lời buộc tội vô căn cứ thì mọi người nên nó chỉ xem thôi xem cho vui thôi à, và mình cũng theo dõi rồi mình chưa có một cái bài buộc tội nào mà có bằng chứng cụ thể rõ ràng rằng là Biden đang đang bán phá giá Bitcoin cả. Đó. Còn uh, chúng ta cùng xem là đến thời điểm hiện tại này, đến thời điểm hiện tại thì mọi người nhìn thấy giá Bitcoin đang nằm ở cái vùng 26 000 nghìn. Uh, hôm trước thì mình chia sẻ với mọi người là cái tường bán ở trên uh, hiện giờ nó rất là mỏng gần như là không có, thì bây giờ nó vẫn như vậy nhưng mà tường mua thì nó cũng mỏng không kém. À, chúng ta có thể thấy rằng là cái tường mua tại thời điểm hiện tại thì nó tập trung nhiều ở cái vùng 25.000 nghĩa là cái vùng vùng đáy cũ này. À, vùng đáy cũ hồi giữa tháng 6 này. À, và cái tường mua bây giờ nó có giá trị khoảng độ 37 triệu đô. À, một con số rất là bé, mình nghĩ rằng tường mua này rất là mỏng. 37 triệu đô so sánh với cả một cái tường mua khác à, hồi giữa tháng 5 và đầu tháng 6 chúng ta có một cái tường mua cũng ở cái vùng khoảng độ 26.000 này thì cái tường mua này có tổng độ dày tổng giá trị là khoảng 71 triệu đô hơn một chút. Đó, tuy nhiên rằng bây giờ chúng ta thấy rằng là cái tường mua nó giảm còn một nửa đúng không Giảm rất nhiều, giảm còn một nửa so với cả cái hồi giữa tháng 5 đầu tháng 6. Đó. Và tường mua thì nó cũng đang đẩy dần lên. Tuy nhiên rằng thì chúng ta chưa có gì khẳng định được rằng là tường mua này sẽ đỡ được cái lực bán nếu mà nó đến một cách đột ngột. À, vì hiện tại chúng ta chưa thấy Mà các cái từng bán nó dựng lên đúng không Nghĩa là cái nhu cầu bán có vẻ là chưa rõ ràng Nhưng mà có thể Cái việc mà bán nó có thể đến một cách đột ngột và Với cái lệnh market Đó. Thì sáng nay mình có chia sẻ mọi người Trên cái uh, telegram Mà chúng ta cùng xem thêm là những cái thủ phạm nào Và những cái khả năng nào Có thể xảy ra ở đây Để mà chúng ta có thể có một cái luồng cung lớn Để đẩy giá xuống dưới Đục qua khỏi cái từng mua 25.000 hay không Đó thì mình có xem lại những cái ứng cử viên những cái ứng cử viên mà chúng ta có thể gọi tên thì uh, tin đồn về biden bán bitcoin là một cái ứng cử viên chúng ta chưa thể xác định được là biden có bán hay không uh, tin đồn hôm trước nói về cái việc là uh, đợt sụt giảm vừa rồi là do elon musk Đó. và spacex bán bitcoin thì cái tin đồn đấy cũng chưa thể xác, xác nhận được uh, chúng ta muốn biết nó thật hay không thì chúng ta phải đợi đến tháng 10. Khi mà chúng ta có báo cáo tài chính của, ta, của quý ba này... Thì chúng ta mới biết được là Elon Musk và SpaceX có thực sự bán Bitcoin hay không. À, còn một cái đối tượng tiềm năng lớn nữa... Mà có vẻ như chúng ta đang quên đi chính là chính phủ Mỹ. À, cụ thể là gì? Họ nói rất là rõ ràng luôn vào hồi tháng 3... Khi mà lần đầu tiên chính phủ Mỹ bán Bitcoin. Họ thông báo rằng là năm nay họ sẽ phải thanh lý một cái lượng bitcoin tương đương với khoảng độ là 51.000 bitcoin. 51.000 bitcoin. Và họ sẽ bán trong vòng 5 lần. À, sẽ có 5 lần giải ngân để mà bán 51.000 cái bitcoin ra thị trường. Và mình đã chia sẻ với mọi người một cái trang để chúng ta xem cái lượng bitcoin mà chính phủ Mỹ đang vận hành vận chuyển như thế nào. Thì ở đây dun.com này thì cái link này mình mình đã gửi ở trên uh, Telegram rồi tí mình sẽ để thêm ở dưới phần comment của video này. Đó. tổng cái lượng Bitcoin mà chính phủ Mỹ đang cầm đó, nó lên đến tận 194.000 bit, không phải là một con số bé nó, nếu mà chúng ta tính riêng 194.000 Bitcoin này nằm hết cho một ví thì nó sẽ là phí lớn nhất thị trường crypto. Trị giá bây giờ nó là hơn 5 tỷ đô. Con số rất là lớn thì cái lượng Bitcoin này là chính phủ Mỹ tịch thu Uh, tịch thu từ những cái thực thể crypto uh, liên quan đến mua bán vũ khí hay là hoạt động bất hợp pháp rửa tiền các thứ ở trong quá khứ đến bây giờ từ năm 2020 đến bây giờ thì được 194.000 bit và lần này họ đang muốn thanh lý cái đoạn mà của James Jong này này cái 51.326 bit của James Jong này theo, theo, thông báo của họ uh, thì uh, cái chỗ này hiện tại theo hai lần uh, chuyển lớn nhất từ ví đó đi đó, thì chúng ta theo dõi một lần chuyển là hồi tháng 3. Đó, một lần chuyển hồi tháng 3 với 9,83 nghìn bit. 9,83 nghìn bit hồi tháng 3. Thì cái đợt đó đã gây cho thị trường sụt giảm khá là mạnh rồi. Và một cái lần gần đây nhất là 8,2 nghìn bit đó, vào cái ngày 12 tháng 7. Thì tại cái thời điểm ngày 12 tháng 7 đã thông báo cho mọi người là chính phủ Mỹ bắt đầu chuyển Bitcoin lần thứ hai nhưng mà rõ ràng tại cái thời điểm 12 tháng 7 thì mọi người thấy không? thị trường không có một cái đợt sụt giảm đáng kể nào vào ngày 12 tháng 7 cả. Đó. Đấy thì mọi người nhìn ngày 12 tháng 7 thậm chí nó còn tăng này. Xong giảm này. Cái volume rất là thấp nhé. Đó. Thì uh, có thể là chính phủ Mỹ uh, đợi mãi đến thời gian gần đây là cụ thể cái đợt giảm vừa rồi thì mới là cái đợt mà uh, chính phủ Mỹ xả cái lượng Bitcoin đó ra thị trường đấy là cái phán đoán của mình. Nghĩa là cái thời điểm mà họ chuyển ra không có nghĩa rằng là họ sẽ bán ngay lập tức. Họ sẽ đợi cái thời điểm phù hợp để họ bán Bitcoin. Đó. thì cái áp lực bán của họ tạo ra trên thị trường tại một thời điểm mình nghĩ rằng là nó sẽ tạo áp lực khá lớn thị trường. Mọi người nói rằng là cái 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 khối lượng là 8.000 hay là 10.000 bit nó không đáng bao nhiêu với cả thanh khoản hàng ngày thị trường nhưng mọi người nên nhớ cái thanh khoản thị trường hàng ngày ở trên thị trường crypto có một phần rất lớn được tạo ra bởi các cái lệnh mua bán bằng bot của các cái sàn và của các market maker. Nó tạo nên cái khối lượng giao dịch ảo trên thị trường. Và thứ hai nữa là kể cả khối lượng tổng thanh khoản trên thị trường có lớn thì đó là khối lượng giao dịch hai chiều. À, mua và bán, mua và bán liên tục. Còn đây là chúng ta có một cái lực bán cố định với cái giá trị lên đến 250 triệu đô, 200 250 triệu đô. Nó là một con số lớn nó có thể làm mất cân bằng thị trường tại thời điểm mà nó xả thị trường mà nó tạo nên những cái kênh nến đỏ và đồng thời nó sẽ kéo thêm một dãy domino thị trường gọi là bán tháo theo Đó. thì cái lực bán này nó là lực bán đáng kể nó là lực bán đáng kể và có thể ảnh hưởng đến thị trường Đó. thì chúng ta thấy được rằng là cái đội mà tiềm năng thứ hai là chính phủ mỹ Đó. chính phủ mỹ thì đã có hai lần xả và họ bây giờ Uh, tiềm năng của họ là còn 3 lần xả nữa đó, và cái lượng Bitcoin mà họ sẽ cần phải xả ra thị trường là 33.000 Bitcoin trong 3 lần tiếp theo chúng ta không biết được rằng là sau ngày 12 tháng 7 thì sắp tới họ có tiếp tục đẩy ra ngoài hay không bởi vì theo cái 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 khoảng cách giữa hai cái đợt này chúng ta thấy là nó khoảng độ một quý đúng không ạ tháng 3 tháng 7 có thể là đến tận tháng 9 tháng 9 là tháng 10 chúng ta mới thấy là có tiếp tục chuyển ra nhưng mà không ngoại trừ trường hợp họ sẽ chuyển sớm đó, chuyển sớm để xong sớm ừ. bởi vì họ có cái mục tiêu là phải sát tiếp 33.000 trong ba lần đó. thì đấy là những cái thông tin mà chúng ta nhìn thấy được cái toàn cảnh thị trường đó là những cái nguy cơ nào cho Bitcoin tại thời điểm hiện tại đó. cái lực mua ra sao và lực bán tiềm năng có thể đột ngột đến thị trường có thể đến từ đâu đó. những cái tay to tay lớn như chính phủ Mỹ này, Biden hay là Elon Musk. Đó. Thì hiện tại, tại hiện tại thì cá nhân mình thấy rằng là thị trường nó đang đi ngang và nó không có một cái, à, gọi là gì ạ, không có một cái tiềm năng, không có một cái nguy cơ lớn nào về cái câu chuyện sẽ đẩy thị trường xuống thật sâu ngay lập tức nữa. Có thể rằng thị trường sẽ phải đi ngang hết tháng 8, thậm chí là hết tháng 9 đó, thì chúng ta mới thấy là có những cái lực cụ thể để mà làm biến động thị trường một cách lớn được đó như cái đợt vừa rồi chúng ta thấy là bit đã đi ngang phân phối ở đỉnh suốt từ cái hồi mà giữa tháng sáu à, mãi đến tận bây giờ chúng ta có hai tháng đi ngang và có thể à, sau cái đợt mà giảm mạnh này chúng ta cũng sẽ có từ một tháng rưỡi đến hai tháng đi ngang nữa đó. thì ngoài những cái câu chuyện liên quan đến giá bitcoin thì chúng ta thấy rằng là cái giá trị cốt lõi của bitcoin đang vẫn tiếp tục được củng cố và nâng cao bởi vì cái độ khó đào của bitcoin lại tiếp tục tăng lên một cái đỉnh cao mới rồi mọi người đó, đây mọi người nhìn này. Cái hash rate cái độ khó đào của Bitcoin thì đã tăng phi mã suốt từ năm 2016. sáu à, có một đợt giảm mạnh thì đó chính là cái đợt mà Trung Quốc cấm mining, cấm các cái farm đào. À, và sau cái đợt giảm đấy thì mọi người nhìn thấy Là là cái hash rate của cái mạng lấy Bitcoin nó lại tăng kinh khủng luôn, tăng phi mã và đến bây giờ lại tiếp tục đạt thêm một cái đỉnh cao mới. Đó à và độ khó thì lần trước mình đã nói rồi mình chia sẻ với mọi người rồi có thể những ai tham dự thị trường nhiều sẽ hiểu độ khó chính là cái sự cạnh tranh của thợ đào và cái độ khó của mạng lưới nó cũng là một cái con số thể hiện cái độ an toàn an ninh của cái mạng bitcoin và đó chính là cái giá trị cốt lõi của mạng bitcoin và cái việc độ khó tăng chứng tỏ là thợ đào họ đang tiếp tục đầu tư thêm máy móc để mà đào bitcoin và có thể có những tay chơi mới nhảy vào thị trường À, với những cái máy móc xịn sò hơn, nó mạnh mẽ hơn vào để mà đào Bitcoin khiến cho cái độ khó của toàn bộ mạng người nó tự nhiên lại tăng gần 10%. Một con số tăng khá là đáng kể. Đó. Và rõ ràng là mọi người hay nói rằng là thợ đào phải bán Bitcoin để mà trả à, chi phí. Nhưng có vẻ như theo cái thông tin mà chúng ta có được ở đây khi mà cái độ khó đào nó vẫn tiếp tục tăng thì thợ đào vẫn chưa có áp lực lớn đến cái câu chuyện chi phí. Và bây giờ họ đang tiếp tục tái đầu tư. Họ đang tái, tái đầu tư rất nhiều vào cái mạng lưới đào của họ và dường như họ đang không không quan tâm đến cái lợi nhuận thời điểm hiện tại bởi vì rõ ràng hiện tại giá nó giá là thấp khá là thấp nó khiến cho cái việc đào nó tính toán ra thì thực sự là nó không lợi nhuận nhưng mà họ nhìn một cái đường dài hơn một cái đường xa hơn câu chuyện sắp tới nào là bitcoin ETF spot và một vài thông tin nữa Đó, có thể nó sẽ là cái 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 uh động lực để mà thúc đẩy thị trường tăng mạnh trở lại trong cái thời gian tới. tỷ lệ băm cho thấy độ tin cậy cao đối với cả btc. Đó, họ nói này, điều này có nghĩa là các nhà đầu tư có niềm tin cao và tính bảo mật và độ tin cậy của mạng btc và eth. việc giá giảm bất chấp giá trị nội tại của hai tài sản này tăng lên đồng nghĩa với việc chúng bị định giá thấp và có thể coi đây là thời điểm để tích cực tích lũy tài sản. Đó. giá thì giảm nhưng mà độ khó đào thì tăng. đó là những cái thông tin, những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong cái video ngày hôm nay. thì sẽ bám sát thị trường và khi mà có cái thông tin khác thì sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người. cảm ơn mọi người đã xem video và nếu mọi người thấy video này có cái thông tin có ích thì mọi người hãy cho một like, một subscribe, một share kênh của Rui và Steve và mọi người có thể tham dự vào cái kênh Telegram của Rui và Steve để mọi người có thể cập nhật nhiều thông tin mới hơn và sớm hơn. cảm ơn mọi người.